Hello. Build team là lạ, build theo yêu cầu của anh em trên kênh thôi. Làm sao để tối ưu tiền cho các bạn, chứ còn build team lạ nó chỉ thỏa mãn content của streamer. Anh em mà thích thế thì cũng được. Nhưng ở đây chúng tôi không làm thế. Cô bạn ấy đang có 20 tỷ. Team full LH cộng 5 ngon vãi. Team này là team hơi bị cháy sườn trong tầm giá 20 tỷ đấy nhá. Hơi bị cháy sườn nhá. Tầm giá 20 tỷ. Con này là hơi cháy đấy. Nếu mà theo cái khung của team này thì hoàn toàn có thể build một là Rayan này. Rayan này. Hai là AC. Đấy, mà không thì để nguyên LH. Nick này thế mà dàn huấn luyện viên ngon nhỉ? À, thế thì không có gì phải bàn cả. Dàn huấn luyện viên tuyệt vời. Xịn đét. Úi trời, tuyển huấn luyện viên này. 15 sao, 15 sao tuyển dụng. Được. 162 tỷ. Build làm sao cho nó tối ưu cho cái team này. Em là cái con quái vật lạ lạ đá ngon giá phải rẻ, lạ lạ đá ngon giá rẻ đấy. Như em Deadpool này, The Thomas hay. Phạm Thịnh đã phang 50 sao vào mặt sếp. Anh ơi, hay build cho em team Hà Lan đi à? Lại Hà Lan à? Em lại thích Hà Lan à? Nói nhỉ, nói nhỉ. Hà Lan lại xoay quanh Gulit à? Hà Lan thì tầm này không thể mua được mấy con như kiểu Vanish Android các thứ em. Nếu mà có sự khác biệt thì nên mua chứ tầm này. Anh nghĩ Hà Lan thì Phạm được Thịnh thôi, đã phang 50 không sao ngon. vào mặt sếp. Em fan cứng Hà Lan anh ạ. Em là fan cứng Hà Lan à? Căng nhỉ? Cứ bảo là Hà Lan đấy, cái sự thay đổi của Hà Lan trong những cái đợt này nó là mấy con icon. Là mình không build icon vì chưa thể mua được cái tầm Nix Android các thứ này thì đắt lắm, quá đắt, chưa thể mua được. Chơi cũng được á, Hà Lan cũng được nhưng mà nó sẽ không mạnh. Hà Lan tầm tiền này sẽ hơi bị thọt chân. Build thì build được. Em cũng hâm mộ Barca á, ôi trời đa tình thế nhờ. Cũng hâm mộ cả Barca, nó rất là đa tình. Phạm Thịnh đã phang 50 sao vào mặt sếp. Em cũng hâm mộ bác xa anh ạ, à, anh cứ cân nhắc hê. Nó cũng được thôi, cũng được. Barca thì cũng nhiều con hàng ấy mà, có cái là đấy. Bây giờ Barca này, nửa này nửa kia thì ớ được. Đấy, dọc phối hai team. Để build rất là Bayern nhá. Ajax sẽ không có Gullit. Đấy, được. Newcastle cũng hay. Team Newcastle khá dễ build. Mà hay luôn. Nhưng mà tôi đang định cho bạn ấy cái team hàng giạt. Hàng giạt của Real. Đấy. Hàng giạt Real luôn, nó buồn cười. Thực ra nó không không cần phải một cái team color nào đấy đâu, không cần đâu, một hai điểm tổng quát không quan trọng lắm đâu em ạ. Em cứ để anh cho em chạy tít khói luôn. Nên là nãy giờ là tiêu bao nhiêu rồi, tiêu mấy rồi, 60 tỷ rồi. Nãy giờ tiêu 60 tỷ. Bên kia làm con Kiesa phóng rồi mẹ tới nóc, cái đây Zico Kiesa phóng tới nóc luôn nè. Sợ bố con đằng nào. Binh con này nữa 10 tỷ thôi. Nếu mà không thì con này thì 17 tỷ, hơn một chỉ số, hơn một lương. Là nó không đáng lắm, lấy con này hoặc là cộng 6. Khu vực giữa sân chạy nhanh nhanh, châu châu. Khu vực giữa sân thì nhiều. Nhưng mà anh sợ khó mua được cộng 5. Em bolo ST ngu như bò, thôi thôi thôi, thôi. Không cho ông nhiều.
em mua lô được cái cục xúc rồi, bạn ấy đá sẽ khó. Con Dogbia, con này được. Ôi trời, giá cao ấy nhở. Con Dogbia giá khá cao, con này đá hay này, con này đá hay. Hôm trước tôi test rồi, đá hay. Không có, chúng ta chơi một con khác. Sangare, Sangare cũng là một con rất hay. Mỗi tội là lại vẫn không có hàng. Con này cũng hay. Tôi cứ bookmark vào đây cho bạn này. Chơi mấy con lạ lạ ấy. Ravenbank này, cũng hay này, con này cũng hay. Đá được, cứ bookmark vào cho bạn này. Mấy ông huyền thoại các thứ này bỏ đây. Savic, Savic cực khét. Vermang, Zakitit, rồi Kostic, Felipe Kostic. Felipe Kostic, mẹ 84. Gareth Bale của Rakitic. Rakitic cũng khá ngon. Rakitic đá ngon nha, Rakitic mùa này đá ngon. Yeah, một trong những con ảo nhất của mùa này, Rakitic. Pogba. Marek Hamšík à? Rồi. Suka. Suka mùa bố em giá hơi rẻ. Krzysztof Phúc. Phúc thì limit mất rồi. Hôm trước mở ra con Phúc này. Phúc limit. Kolarov. Có con nào đấm nhau khỏe? Khỏe chứ gì không. Kolarov mùa up. Krychowiak. Krychowiak cộng 8. Giá có 13 tỏi thôi. Cao to đấm nhau. Sút cũng được. Càng đét khét lẹt. Giá có 13 tỏi còn cộng 8 này. Chả lẽ không mua đúng không? Tiếp Van der Beek. Úi dồi ôi, Van der Beek hay. Van der Beek hay nha. Thuộc loại quái vật của mùa này. Anh em có tin tôi. Đã hay. Van der Beek đã hay. Thế được rồi. Hòm hòm thế được rồi. Vị trí trung vệ này. Chuameni giá cao, con này chắc phải tự đập rồi. Con Chuameni này đá cực hay nhưng mà chắc phải tự đập rồi. Không có ai bán cho đâu mà mua. Gvadion Dumfries thì đá suốt rồi. Con này cực ngon. Con Gvadion này cực ngon luôn. Con này cũng là một con. Đấy, phải dinh nó về. Schotterbeck có một Phạm con Thịnh đã phang 30 sao vào mặt sếp. Con Van der Beek em đá cô đờ si anh à? Em cứ thử lại đi. Anh mới book mắc cho em thế thôi chứ đã mua đâu mà em cứ lo. Book cho em để gọi là em cân tiền, bởi vì anh cũng nhầm cái số tiền của em rồi. Sangare lúc nãy là anh đặt rồi đúng không? Endika, con sờ chốt cái deck gì ấy. Con này thì mẹ đá dã man luôn. Con này thì cũng có mấy mùa. Con này đá cực ngon. Con này đá cực ngon đúng không thầy? Etin Capoe đang xài được sao lại bán? Etin Capoe đang ngon. Tự nhiên bán đi làm chi? Con này đá được nha. Con này đá được nha. Hách lương phết đấy, cần gì nữa. Lương 21, chỉ số to đùng. Kunde bé các bạn ạ. Kunde nhỏ bằng cái kẹo. Đã đấm đây kì. Sangare. Sangare mua được là ngon nha. Đây cái này ấy, mấy cái con TS này thì phải chờ gà rán nó xả. Đấy, chứ mấy con này mua ngon. Mấy con này mua ngon. Về đá cháy luôn. Sakuri mà đá không hay nữa. Anh em cứ tìm tôi mà chém. ZD gọi là mẹ bố của gắt luôn. Anh em yên tâm, cứ tìm tôi mà chém. Tôi đặt giá cho này. Tôi đặt giá cho này. Hugo Sanchez đóng như máy khâu luôn. Đóng như máy khâu luôn.
Sanchez, Malinowski, con này ngon, con này đấm nhau đi mẹ, ổn, xa chọn vị trí, sút xoáy cũng ngon luôn, Malinowski, đặt cái giá cho vui, Vitoviak đã có người xúc đấy chưa, bên ngay đã có người xúc mà, đặt cái giá cho vui. Federico Chiesa. Chiesa có hai ông bán này à? Chiesa chơi mùa này thôi. Chà chà chà. Chà chà. Cứ để đấy. Rakitic. Rakitic tự nhiên lên giá đắt thế. Nhiên lên giá đắt thế. Lên giá đắt thế để đó. Tôi cứ book với tôi vì bạn chủ nick bạn ấy sẽ vào bạn ấy mua, mình có mua đâu lo, book cho bạn ấy làm sao là đủ đủ cái phần này. Tiếp tôi sẽ đi tìm cho thêm vài con nữa, book sẵn cho mua là được mà. Hiện tại thì đang còn có con Hobea nữa, Hobea rất ngon, ngoài bè giá cũng cao rồi, giá cũng cao rồi. Tự nhiên lên giá kinh nhỉ, ngoài bè tự nhiên lên giá kinh nhỉ. Hậu vệ cánh của bạn ấy trong team đang có sẵn dùng được. Ở trong team bạn ấy đang có con củ đỏ này, Wanyama to cao mà hơi chậm. Wanyama củ đỏ vứt Manini ra đá cánh cũng vẫn ngon. Carlos nữa này. Lô đặt đi. Lô đặt đi. Ion, rồi xem thử. Chả tội gì, nick đang ngon. Nick đang ngon, tội gì. Củ tỏi LH đúng không? Đang cộng 5 đúng không? 5, 6 rồi đó chả nhớ. À, đang còn mấy? 18 lương nữa nhỉ? 18 lương đúng không? 28 à? Cái đệt 28 à? Thế thì lại càng đơn giản. Ông Hoàng toán học. Mẹ cay thế nhỉ? Lại bị anh em trêu rồi. Fuck. Militao hơi đắt nhỉ? Militao mùa này hơi đắt. Nhưng mà đá cánh ngon. Militao mùa này hơi đắt. Su lé nó có hàng mà mua luôn. Tomori, Clotterman ô vãi. Không có hàng mua với láo chứ. Theo 20A. Nico Sở Chun, ôi dồi ôi. Cả mấy con ngon này lại toàn thế này không ạ? Mấy con ngon nó lại toàn thế này. Được Nico Sở Chun ngon này. À, Clotterman đảm bảo ngon, Clotterman thì cực ngon luôn. Canon. Canon là cũng được, Canon chạy nhanh. Tạm được này. Con này vẫn hơi đắt. Nhưng thôi còn được. Còn được. Nếu mua con Canon thì lại đơn giản. Nếu mua con Canon thì lại đơn giản. Ui con Breme này là chất này. Chiều nay vừa mở ra Breme. Cực chất. Bơ chi chê chín tỏi này. Bơ chi chê cũng được này. Yuri bơ chi chê chín tỏi này giá vừa miếng này. Được đấy. Bơ chi chê là được rồi. Vừa miếng. Cao to. Đấy. Kuzawa thì cũng tạm được. Không bằng con bơ chi chê. Được chưa? À, thêm một con giảm lương hoặc một cái gì đấy, hoặc là giảm lương hai con CB. À, CB giảm lương bạn ấy đang có rồi, bạn ấy đang có Mandini với lại Vieira rồi mà, tức là vẫn vẫn đang còn mấy cái con team LH ở trong túi trong team bạn ấy thoải mái. Đây này, CB là bạn đang có Mandini Vieira CB ngon này đấy, đang còn chả thiếu đâu, không thiếu đâu. Chơi đi em, team này đi em. Chụp màn hình lại. Tiền của em mua được. Đờ tô mắt phế vậy.
đá ngon, tôi đá rồi, tôi đá danh siêu sao luôn. Anh em cứ tin tôi, team này là đá ngon rồi. Không cần phải team color gì hết, rất khỏe, đấm nhau mượt. Anh nghĩ như này, tiền của em mua thừa ra, mua thừa thoải mái. Đấy, ví dụ như là thiếu những cái vị trí nào mà chưa mua được thì em đắp bớt mấy con LH của em vào là đá mượt. Chơi hoài mấy con gulit gulit nó chán lắm em. Mấy con này em cứ mua giá tốt mà mua nhá. Cứ giá tốt nhất mà mua mà. Không mua cộng 6 tầm 1 cộng 5. Đấy. Anh build team. Anh hy vọng là Thịnh sẽ chốt được kèo ngon. Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.